Xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FBNC, và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Công Nguyên, là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Xin chào anh Nguyên, rất vui được gặp anh trong chương trình sáng nay. Chào buổi sáng VN. Vâng, thưa anh, thì phiên giao dịch ngày hôm qua thì VN Index sụt giảm mạnh cùng với sự suy yếu của hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn. Như vậy thì anh cảm nghĩ thế nào về phiên giao dịch này? Một phiên giao dịch mà có lẽ là cái suy nghĩ của tôi với cái cảm giác của tôi cũng giống những nhà đầu tư mà đang tham gia thị trường thôi. Thực sự là cũng không có vui vẻ gì khi mà thị trường của chúng ta đã chỉ có một phiên, đã từ chối lại tất cả những cái thành quả mà chúng ta tích lũy được trong suốt tuần thứ 25 và những cái phiên của đầu tuần thứ 26 này. Và đây cũng là một phiên, cũng là thứ 5. Tuần trước, cái tuần 25 ấy thì cũng là một phiên thứ 5, nhưng phiên thứ 5 tuần trước thì chúng ta đã có một phiên tăng điểm rất tích cực. Thay đổi toàn bộ những cái chỉ số kỹ thuật từ tiêu cực lên trung tính và tích cực. Và phiên ngày hôm nay thì lại hoàn toàn ngược lại. Toàn bộ những gì mà chúng ta giành được, những cái chỉ báo kỹ thuật đã chuyển sang mức độ trung tính và khá tích cực hơn, thì phiên ngày hôm nay đã bị từ chối hoàn toàn. Và toàn bộ những chỉ báo tôi nói, ví dụ như MA 50, 20 đều là ở trong cái mức độ là trong cái chùm phân kỳ âm, cũng như là chỉ số chúng ta đã tạo một cái đáy mới, mặc dù là không quá sâu so với cái đáy tạo lập trước đó vào ngày 18 tháng 6, nhưng cái đáy này cũng là thấp hơn và cứ bám sát xuống cái điểm cận dưới của đường BB. Thì đây chúng là cái, trong suốt thời kỳ vừa qua thì hầu như chỉ số chúng ta cũng chỉ dao động ở cái vùng ở dưới, ở cái tiệm cận với lại cái vùng cái giải dưới cận dưới của đường BB. Thì đây chứng tỏ rằng là chỉ số của chúng ta vẫn chưa có bất cứ một cái động lực nào để chúng ta có thể tìm kiếm được những con đường mà đi xa hơn. Như tôi cũng đừng đề cập, và tôi cũng cho rằng là bất cứ một phiên bật tăng nào cũng chỉ là một phiên mà chưa có những cái sự xác nhận, thì rõ ràng chưa thể thay đổi được bất cứ một cái tư tưởng, tâm lý và cái xu hướng chung của thị trường ở cái thời điểm này. Cảm ơn anh. Thế anh đánh giá như thế nào về áp lực bán từ thị trường hiện nay ạ? Áp lực bán thì đúng, trong cái phiên ngày hôm qua, mặc dù một phiên giảm khá sâu, chúng ta mất đi, giảm mạnh nhất là VN Index, chúng ta đã mất đến 1,67%. Thì cái áp lực bán lại thực sự là không quá mạnh. Tuy nhiên, phía mà cái nhược lực cầu ấy, thì không quá lớn. Và nhà đầu tư ở trong cái hiện tượng mà chúng ta giảm giá của phiên ngày thứ năm hôm qua, thì tôi thấy rằng là do cái lượng bán hàng là chấp nhận bán giá thấp để thoát ra. Và tôi cho rằng đây là cái hành động của những dòng tiền ngắn hạn, có nghĩa rằng sau cái phiên thứ năm tuần trước là có một lượng tiền nhất định đã chờ đợi đã khá lâu và đã tham gia vào thị trường, và đến phiên ngày hôm qua thì đã là mất kiên nhẫn và những nhà đầu tư lại sẽ bán ra để thoát ra khỏi thị trường. Còn những nhà đầu tư mà ở những phiên giao dịch trước đó và tiếp tục nắm giữ ở cái thời kỳ hạn mà tôi cho rằng dài hơn, thì tôi cho rằng cái sức kiên nhẫn của họ vẫn còn đang chịu đựng khá tốt cái những cái biến động mà rất khó chịu của thị trường như bây giờ. Và đây chính là cái điều mà chúng ta thấy một phiên giảm sâu nhưng với sự hoảng loạn là không có. Và chỉ do tôi cho rằng đánh giá rằng đây là cái dòng tiền mà ngắn hạn để tham gia thị trường thôi. Và cái chuyện thanh khoản ấy không có được tích cực cũng chứng minh rằng đây là chỉ những dòng tiền ngắn hạn. Phía anh thấy rằng là cái thanh khoản mà được cải thiện thì dĩ nhiên rằng là đó, thị trường phải tăng trưởng. Và trong một trong những mà cái cấu thành đến cái thanh khoản đó chính là cái vấn đề nhà đầu tư sử dụng cái dòng tiền mà cho vay ký quỹ, tức là margin. Mà đây hiện tại, trong thời điểm hiện tại, tôi đánh giá rằng nhà đầu tư mà sử dụng dòng tiền cho vay ký quỹ trong thời điểm này là không có cả. Đây chính là cái biểu lộ cho cái vấn đề thanh khoản là không được tích cực. Vâng, thế còn hiệp định thương mại tự do với EU sẽ được ký kết vào cuối tuần này. Như vậy thì điều đó có làm cho anh có kỳ vọng thêm và hai nhóm cổ phiếu mà ai cũng nghĩ về, đó là dệt may và thủy sản. Trong lúc mà bối cảnh thị trường nó giằng co như thế này. Đầu tiên thì chúng ta có phải nói rằng là chúng ta phải ghi nhận rằng cái việc chúng ta đã sắp ký ngày 30 tháng 6 này, chúng ta sẽ ký vào hiệp định EVFTA với lại châu Âu, thì đây chính là một cái thành tựu mà tôi cho rằng là rất to lớn và rất đáng được ghi nhận. Và câu chuyện kế tiếp thì chúng ta cũng phải trở lại những cái hiệp định trước, có nghĩa rằng thì đến hiện tại, đến thời điểm bây giờ thì tôi, theo tôi được biết đấy, thì từ năm 1993 đến bây giờ là chúng ta đã có đâu đó là 16 cái FTA, hiệp định thương mại, và trong đó bao gồm cả những hiệp định mà đã đang có hiệu lực và những hiệp định ký rồi nhưng chưa hiệu lực, hoặc là những hiệp định đang đàm phán, trong đó có CPTPP chúng ta đã có hiệu lực rồi. Thì Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái FTA, chứ không riêng gì rằng là bây giờ chúng ta mới có. Nhưng mà với cái thị trường châu Âu, là thị trường, VN biết rằng thị trường châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai trong tổng cái kim ngạch giá trị kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, và thị trường lớn nhất đó là thị trường Mỹ. Thị trường Mỹ là chiếm đến 19,5%, thị trường châu Âu là 17,2%,
và thứ ba là thị trường Trung Quốc là 16.1%, thì rõ ràng đây là một thị trường rất lớn. Tuy nhiên, tôi cho rằng là câu chuyện mà chúng ta chuẩn bị ký kết thì đây là một câu chuyện vẫn còn có cái thời gian mà cần các doanh nghiệp cần phải thẩm thấu cũng như là đưa vào thực thi. Và tôi cho rằng đây là một cơ hội, tôi cho rằng đây là một cơ hội và chưa phải là một món quà, có lẽ một cơ hội thôi. Tức là chúng ta phải, cái cách thức mà chúng ta đã tiếp nhận nó như thế nào, cách thức chúng ta áp dụng như thế nào, có nghĩa chúng ta cần thời gian dài hơn. Tức là về dài hạn đây là một cái điều tuyệt vời, nhưng về ngắn hạn thì tác động ngay lập tức đến những cổ phiếu thị trường, tôi cho rằng thì cơ bản là mặt tâm lý, bởi vì cho dù ký xong nữa thì chúng ta cũng phải đợi nghị viện Joe thông qua mới vào hiệu lực. Thì tôi đánh giá rằng đây là câu chuyện dài hạn, còn nếu tác động trực tiếp vào cổ phiếu thì chúng ta vẫn cần nhiều những cái thời gian khác, cần nhiều những yếu tố khác để chúng ta kiểm tra và chúng ta sẽ đánh giá lại cái tác động này đến cổ phiếu trực tiếp như thế nào. Xin cảm ơn anh rất nhiều về những thông tin. Cảm ơn Phi Yến.